Ai? Ui, ui. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cập nhật là cái tiến độ mà mấy anh em sẽ hoàn thiện là ngôi nhà của ba ông cháu tới đâu rồi cô bác nhá. Và hôm nay khi lên thì cháu Lực cũng có mua cho mấy anh em thợ là gồm là hai dây nước và một cân ho quả nữa, cộng thêm cái này là cái ống để mà cái đoạn nối ống ấy cô bác. Đấy, còn hiện tại thì cháu Lực cũng đang trong quá trình đi vào hoàn thiện thì cháu Lực chưa có thể là đi vào và công khai tài chính được. Hôm nào cháu Lực làm ngôi nhà xong hoàn thiện đâu ở đấy thì cháu Lực sẽ công khai tài chính vào, và có những vật liệu mà cháu Lực đi mua như vật liệu mua xi măng cát sỏi thì tất cả hoàn toàn cháu Lực đều có bên like cả cô bác. Thí dụ và như hôm nay cháu Lực đi mua những cái ống này thì thật ra là ở cửa hàng tạp hóa thì người ta sẽ không có những cái phiếu như vậy cô bác, và mỗi lần cháu Lực đi mua thì lẻ tẻ ra thì thành ra là người ta không có làm phiếu cho cháu Lực được cô bác. Có thể nhà cháu Lực mua, có thể là cháu Lực mua cái này ở trên xá thì nó sẽ hơi đắt một chút cô bác, mà nếu mà cháu Lực có thời gian mà ở gần huyện thì đi xuống huyện để mua thì nó sẽ rẻ hơn. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Cô bác thân mến, hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu sẽ là những ngày cuối cùng mà anh em thợ đi vào và hoàn thiện rồi. Cũng sẽ là phải nói chào tạm biệt các anh thợ rồi cô bác. Có thể như hôm nay sẽ là cái thước phim mà cuối cùng cháu Lực ghi hình với các anh thợ rồi. Cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian tới thì khi mà cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh nào, cô bác anh chị có gửi những tấm lòng vàng, nếu mà cái phần trợ duyên của cô bác gửi tới cho những hoàn cảnh đó nó lớn quá thì cháu Lực sẽ xin để vào quỹ để sửa sang lại cái ngôi nhà cho những hoàn cảnh đó cô bác. Cháu Lực nhìn thấy từ xa thì thấy anh Vinh đang hoàn thiện ở trên cái phần ống khói rồi cô bác ạ. Chắc là đang đổ một lớp bê tông ở trên đấy. Đấy, đúng rồi, anh Vinh đang đổ cái nắp, cũng như là đổ cái nắp ấy cô bác. Nắp này thì sẽ trong đó sẽ để bằng sắt với lại bê tông. Chào anh Vinh à. Chào anh Vinh à. Ai không chào ngồi luôn này.
Thế anh nghỉ tay xuống đây làm một tí nước đi hoa quả ra. Đây, nghỉ xuống đây anh. Anh em mình nghỉ tay xuống đây làm tí nước đi hoa quả ra. Chú Bích ơi. À, anh qua anh nghỉ tay ra. Nghỉ tay ra anh. Anh nghỉ tay ra. Anh à. Anh Thanh ơi. Thế đâu anh? Đây nhá. Đây, đây, để đây đó. Ngồi nước ra chú. Có vẻ chỗ này hơi ấy đấy nhỉ? Nó hơi hẹp. Chỗ nào cũng có cái gì đang giải đây. Kia. Nghỉ tay đây anh ơi. Nghỉ tay làm tí nước đã. Dê, chị nắm rồi dê. Dạ. Ô bộ. Ô bộ ảo. Này ông. Đấy. Nước đá phế bên em cứ tập cứ tập nữa. Đấy là các chú ngồi nghỉ uống nước đã, xong rồi tí nó làm. Đấy, đẹp rồi chú nhỉ. Quấy. Đẹp rồi đấy, uống nước đã anh. Đúng không? Ờ, bầu húc anh ơi. Uống cho nó húc nhanh chứ. Đúng không? Ờ. Chị chứ mà. Bông biết phát lại cái này rồi. Dù dàng lắm mà, Oppo. Đây, chú Bình đang hoàn thiện thêm là cái phần bàn thái rồi các bác ạ. Để eo gạch tập luôn đấy chú Bình. Hả? Để eo tập luôn gạch tốt luôn đấy. Thế má, ừ. Chú có để cái chỗ ống mà để bình ga không đấy chú? Có kìa. À. Còn những cái nó rất là nhỏ nhặt đó cô bác, nhưng mà đến lúc mà mình làm xong thì phải nói là nó rất là thiếu đấy cô bác ạ. Nó vòng cái ống ga mà vòng đi vòng lại thì nó chiếm diện tích quá. Nếu mà có thì chú vào lắp luôn cho nó gầm. Gầm luôn. Lắp luôn gầm á chú? À lắp luôn á? Ồ, thế cái này thì hôm nào sắm sâu chú ạ. Hôm nào chú lại lên kéo lắp. Nào chú cháu mình làm thêm cái buổi tổng kết lắp bình ga nữa. Cái này thì mình rửa bát đây mấy nữa mà làm đây một cái trạng rửa bát ra thì quá tuyệt luôn chú nhỉ? Ấy, xì chín nắp không nào, xì chín mặt không nào. Bao dư đấy. Bao dư đấy, tổng kết á. Bao dư đấy, xì chín mấy ô. Sao, nhé, hốc, làm nè. Ồ. Nạp gì nó lỏng ra. Đặt thế này. Nấu đây à, này đừng này, này đừng dư đây cả, à. Thì anh Thanh ở Hà Nội mang ít cân nữa là Oppo, nó lắm luôn, xin đừng ngờ, xin ho gió à. Hả? Anh Vinh ơi, cái ống này em mua thêm 3 ống một tí, anh hồi em lắp ở bên kia một ống nữa nhá. Bên kia kìa. Ôi, sử cái đó đi. Galaxy à, của Messi à. 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 Sử là vừa rồi là đi xuống à dưới kia là lấy một ít xi cho các bác ạ. Bao cái này mà làm nữa. Cho cháu xin cái nắp này. Đấy, tao bị tây luôn. Ông già già. À, bốn người đúng không? Bốn người thế thì đủ. Dư. Anh Quang ơi, anh Thanh, anh Vinh ơi. Này Hiếu ơi. Đấy, Hiếu là bốc cho luôn đấy nhá. Đấy. Đấy, uống, ăn uống đi, uống đi. Đấy, bây giờ thì các anh đang trong cái quá trình mà hoàn thiện các bác.
đang có quá trình mà làm dở thì ra là không có nghỉ được. Cho anh xin cái nắp đấy nào. Rồi, xin nha. Rồi. Chảy á? Hôm bê 40. Xong chưa chú? Rửa tay làm tí nước, tí hoa quả ra chú ơi. Nó lại lập thêm à? Lại lập thêm anh. Mời anh uống nước nha. Anh Vinh uống nước. Cháu Lực xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng mấy anh em uống nước của bác nhé. Hãy giải khát một tí. Chú Bình uống đi chú Bình. Xuống được không chú? Xuống được không? Lấy bác xuống thôi. Chú Bình ơi, chú cho cháu xin cái nắp này. Chơi ta. Có xuống được không chú? Chạy xuống đây có được không? Đi đi hộ chú cầm đằng sau thì mới dám xuống. Chú cua chỗ này. Cháu rửa trước mặt nha. Từ từ chú nha. Xuống, cứ xuống đi. Ôi, ôi. Ok. Em ơi, lột hơi đâu. Chúc mừng bạn đạt chúng Mercedes. Even không quẹt má cái này hả? Rồi tiếp à? Ô xe quái đấy. Đi nào mà quét trắng có bỏ. Mới mà hơi quét này đấy. Nhìn cũng nặng này quét nhau. Sửa đi xe ai đấy? Xe ai đấy? Xe Quân à? Quân nào bao giờ mua xe đấy hay là mượn đấy? Em mượn đấy ạ. Xe này mượn của nhà bác đấy à? Bác cho đi tạm đấy ạ. Bác cho đi tạm à? Thế là hôm nay là lên hộ anh sửa à? Ờ. Lên từ sớm à? Đó. Xe này cho chưa cần gì thiết chiếu để xuống đây. Quân thì hôm nay là mượn xe của bác lên hộ em xử để chở một ít xi của bác. Hiện tại thì xi vẫn còn đang thiếu một chút. Hôm qua thì cháu Đức cũng có bảo với Quân rồi, bảo với xử rồi. Nếu mà xi thiếu thì chủ động là đi xuống dưới kia là chở một ít xi về. Đấy, hiện tại cái con xe của cháu Lực thì đã mang đi sửa rồi các bác, cho nên là bây giờ đi lại là phải dùng con xe của Sử để mà chở rồi đấy. Ở đây thì em Sử cũng chở ít thôi, chở có một bao thôi, thì nó không ảnh hưởng tới vấn đề xe cộ cả. Nhớ sau nha. Tối nay. Ôi. Nước còn dư không anh nhỉ? À đây, với con này. Lấy đi cho anh em uống. Chú làm lon nước. Chú này một lon. Chú này không uống nhiều đâu mà. Cháu bao chú nhá. Cháu bao chú nhá. Không uống nhiều nhỉ. Không. Chú là hôm nào anh đi mua về xong cháu quý cho chú nhất đấy. Bốc. Vâng, chú uống đi chú. Nào, Quân đúng không? Sướng không? Có. Đây. Đây vừa rồi đây thì ai ai cũng muốn uống một lon rồi. Uống xong bốc thì lấy cái nắp trên để anh nhá, để anh cào xuống ô tô nào. Sướng đây. Rồi uống đi. Ôi, bị đau chảy mày kìa bạn à. Ồ, lắn lùm. Bạn đi sửa tới bấy chứ mày. Uống đi. Bẻ cái nắp trên cho anh. Đấy.
mời chín năm ạ. Con mời tất cả quý ông bà cô chú con uống nước. Sử cùng mà anh sử nhất ấy. À Quân, cùng anh sử nhất. Cùng anh Quân, anh sử nhất ấy. Sử thì không dám đi, Quân thì không dám đi xuống nữa nè. Cho anh sử đi à? Đây có quả này chú ơi này, uống thêm quả này. À ăn thêm quả này. Đây này. Quân này dê à? Chín mặc nè, nào nó nắm rồi nó. Phải mình đáp không ạ? Dạ. Cáo mi chơi luôn mẹ. Cáo chơi. Đẹp đây anh Vinh. Dân chân tao, bọc nái con tao. Quen chả luôn ạ. Sơ mơ bằng, bằng chơi lo. Mấy cái đẹp đẹp. Đây nào. Sơ má chuyển tiền, quét má chuyển tiền chứ mẹ. Quét gì cũng được hết. Ừ. Sắm gì cắm rồi. Nè, xí tít vừa nào lên, có cái khay dí nó mới uống méo nữa à. Quân thì lúc lên thì đã bảo ông bà chưa? Bảo rồi à? Làm việc ở nhà xong hết rồi mới bảo chứ. À. Con chào quý ông bà có xuống chị ạ. Đây ăn quả đi. Đấy, Quân, à. Quân thì phải... Hả? Cháu chào bác à? Về phải chào bác nhé. Về, à? Ra đây là về gặp các bác là phải chào các bác, các ông, các chú, các anh. Hút này. Chị bò. Ăn quả đi chú, vào ăn quả đi. Ôi. Chú vào đây. Hả? Được. Hả? Hút này. Hút luôn à? Đây sư. Cắm ạ, à, tôi hoãn đấy. Được rồi. Một hai bạn. Chào sư. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Bé. Đấy. Chào khai trên nó. Văn văn chào luôn. Đúng rồi. Thược à. Quay à. Quay rồi đúng không ạ? Ở ghế nắp ở trên này thì anh Vinh là cho cả sát vào cô bác nhá. Công việc hôm nay của mấy anh em thợ mình sẽ làm công việc gì anh? Anh có thể nói qua cho tất cả cô bác anh chị là cùng được biết được không? Hôm nay thì nói chung thì bây giờ đang hoàn thiện phần bàn bếp với là hành lang. Còn cái ránh thì không biết là đang đỉnh làm ở cái ránh không biết. Vâng, hôm nay có làm kịp không? Vâng. Thế thì hiện tại thì anh thì đang làm cái nắp lò. Vâng. Thế tối hôm nay là anh em mình làm một bữa rồi nhỉ? Ăn cơm rồi nhỉ? Làm tí cho nó say say. Ở đây thì cái em mua cái ống kia, em mua ba ống ấy, một ống thì sẽ là ở đây. Ở đây chắc là thêm một ống nữa đúng không anh? Đây thêm một ống nữa, còn là một ống nữa thì ở đằng bên kia. Anh đằng bên kia thì cái ống ở bên kia nó đang chảy ra này này, xong rồi mình cho vào xong mình nướng đối đi, chứ là nó được bắn. Vâng. Đấy hai anh em thì xem cái có công việc gì thì hai anh em tự làm với nhau nhá. Đấy, Quân thì hầu như là thời gian này thì lên hộ em sửa rất là nhiều các bác khi mà ngôi nhà đi dần vào hoàn thiện. Dê mắt này đưa bà. Mắt này đưa rồi. Văn này răng bồ đô can mà nọ. Ừ. Hôm nay lầu mi em ấy. Sắp này khẩn thân mở nọ. Khẩn thân mở ấy mời chỉ chuông à dê ạ? Ừ. Hoặc chỉ chuông à? Chú không ăn. Ê, hôm nay cháu Lực vừa mới hỏi ông là rằng là lúc mà lên Tân Gia ấy, thì ông dự định là mời bao nhiêu mâm ấy, thì ông bảo là chưa có thể tính được cô bác ạ. Xem là thời gian vừa rồi ai ra hộ mình ấy thì là mình sẽ mời người đấy vào Tân Gia. Ông thì cũng ra đây cũng là chỉ nhìn các anh thợ là đi vào hoàn thiện thôi chứ ông không có biết làm bao nhiêu cả cô bác. Tầm mà tuổi như ông thì để ông làm thì ông không có được cho lắm cô bác ạ. Còn là những công việc nào mà ông lên thì ông sẽ tự làm cô bác. Ôi lon nước của em đâu nhỉ? Ở đây. Đấy. Đây thì các anh đang hoàn thiện là ốp.
cái phần hành lang rồi các bác nhá. Đấy, ôm xong thì các anh lau dọn rất là sạch sẽ. Anh ấy đang hoàn thiện tới cung đoạn nào rồi anh? Anh Quang? Xong hết rồi. Xong hết rồi hả? Phần anh ấy. Phần anh xong hết rồi. Bây giờ anh chỉ hộ, đi hộ người khác thôi. Ồ. Thế nhưng mà em hỏi anh là trong mà anh em thợ của mình làm thì mình hay làm công việc gì? Mình có gì mình làm đấy. Có gì anh làm đấy à? Ừ. Thế anh bảo công việc của anh là có gì làm đấy thì bây giờ đã xong rồi. Anh Quang thì một người cũng rất là vui tính các bác. Cháu Lực cũng rất là mong là sau này cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh nào thì được cô bác anh chị là yêu quý gửi tấm lòng vàng phần trợ duyên tới những hoàn cảnh đấy, có thể giúp cho người đấy sửa sang hoàn cảnh, sửa sang lại một cái ngôi nhà, thì cháu Lực sẽ tiếp tục đồng hành lại với lại mấy anh em thợ. Này lấy một bàn à? Lấy gạch gạch lên thôi chị cô bảo. Nào một cái nữa. Anh. Hai là đang hoàn thiện ốp ở cái phần phía hành lang bên ngoài rồi các bác ạ. Ở đây thì nếu mà sau này mà gia đình mà không có điều kiện, các bác có thể là làm một cái mái hiên ra bên ngoài. Hiện tại thì mưa chắc là không có hất được vào nhà rồi các bác ạ. Đấy, mấy anh em thợ thì đi vào hoàn thiện đấy. Ai nấy đều cũng phải nói là rất là bận rộn các bác ạ. Ở đây cháu Lực chỉ có liên chia sẻ cho các bác anh chị là cùng biết thôi, chứ cháu Lực cũng không có biết là hiện tại cháu Lực làm công việc gì. Em Sử với em Quân thì hình như là đang đắp thêm một chút vứa. Đấy, thí dụ như em Sử với em Quân là hiện tại là đang làm cái công việc này các bác ấy. Bây giờ thì cháu Lực sẽ nói luôn cho cô bác anh chị là cùng biết cái công việc của hai anh em Quân và Sử. Đấy, ở phần cái bếp khói của bác ở đây thì mấy anh em cháu Lực tự làm thì phải nói là cũng rất là mong các anh chị sẽ thông cảm được. Ở đây thì không có ai làm hoàn hảo được, cắt nó tận gốc cả. Bây giờ thì nó đang hở một chút thì cháu Lực sẽ bảo em là trộn với xi với cát là pha lên để mà đắp vào đây một chút này. Đây, ở đây thì ai cũng phải, ở đây thì ai cũng đều là sai sót đấy các bác, cho nên là không thể tránh khỏi được những cái tình huống này. Bây giờ thì hiện tại là em Sử với em Quân là sẽ trộn thêm một ít vữa là để đáp ở bên kia. Hai em mà đang ở bên này trộn vữa rất là nhiệt tình đấy các bác này. Ôi như này là được rồi, chỗ này là nhiều quá rồi. Đấy, nó đen hết rồi, như này được rồi mà. Bây giờ thì lấy nước về thôi. Vừa rồi các em không biết là lấy ra kia để trộn. Đây cũng được à? Đấy, được rồi, bây giờ mở ra thôi. Thế tối nay là anh sửa không phải đưa về nữa à? Vâng ạ. Quân thì biết là đi xe nhỉ? Vâng ạ. Xe này thì mình xin bác thì bác có cho không? Không ạ. Không cho đâu à? Bác thì cho đi. Bác để cho đi nhờ đấy à? À. Nhưng mà ở đây là bác là đi làm mới cho, hay là nếu mà bác kể cả bác ở nhà bác không cho? Bác ở nhà cho đi nhiều, không bác không ở thì cho đi ít thôi. À. Thế là nếu mà lúc bác mà đi làm thì mình mới tận dụng lại xe, lại mượn được xe của bác đúng không? Vâng. Còn nếu mà bác đi làm thì bác lại lấy xe đi đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì trộn là được đấy, Sử ơi, em đi lấy nước thôi, Quân đi lấy nước thôi nhé. Mở ra đi lấy nước thôi. Ở dưới nó có cát rồi thì đừng có xới nhiều quá. Đấy, còn bây giờ thì vẫn còn dư một chút là cát chát với lại thêm là cát xay nữa các bác. Hiện tại thì chưa có đổ cái phần sân ấy, thì cháu Lực không biết là cát xay thì còn dư bao nhiêu cả. Ai nhấc liền đi em. Đấy, còn cái cát này thì ngày mai sẽ có khi là bảo em Sử em mới gom lại như này. Đấy. Hãy gom lại như này để máy nữa mình tận dụng để làm thêm việc khác.
Chứ bây giờ mà mình vận chuyển từ sau này mà mình mua cát hay là mua sỏi vận chuyển từ bên điểm trường ra bên này thì nó cũng là một cái quá trình của bác, cũng khá là xa. Quay bố. Anh Quân thì có thấy vui mừng thay anh Sử không? Khi mà ngôi nhà của anh Sử là gần hoàn thiện rồi. Đấy, bây giờ Sử thì đây thì anh không so sánh cả. Sử thì bây giờ có một cái ngôi nhà mới, là ngôi nhà đẹp nhất bản thôi. Hiện tại thì Quân thì số tiền mà để làm nhà của Quân ấy thì cháu Lực chưa có dám khởi công các bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong là sẽ nhận được thêm cái phần trợ duyên của quý ông bà gửi tới cho em Quân. Hiện tại thì cái tiền quý của nhà em Quân là được hơn là 60 triệu rồi. Nếu mà nhà Quân thì vận chuyển vật liệu này thì có xa hơn nhà anh Sử không hay là gần hơn? Rồi cuộn rồi Sử ơi rồi. Gần hơn ạ. Gần hơn à? Đó. À. Nhà của Sử thì phải nói là chỉ tốn cái phần mà vận chuyển đúng không bác? Tốn cái tiền vận chuyển từ bên kia sang bên này thôi. Và còn khi mà mình làm nhà thì có rất là nhiều cái phát sinh nữa. Cho nên là 60 triệu thì cháu Đức không có dám là khởi công làm ngôi nhà. Nếu mà độ mà tiền quý của nhà Quân là rơi vào tầm hơn 100 thì cháu Lực sẽ thiết kế theo cái mẫu nhà mà nó chi phí tầm 100 như bên của các kênh lớn khác người ta làm. Hình như nước là nhiều quá rồi không? Không nhiều đâu, nếu là vừa rồi. rồi em ơi, đúng là các thanh niên của bác ạ, đây thanh niên vẫn còn đang hoi, cho nên là chưa biết về xây dựng lắm. Ấy, khô đấy nhở? Đấy, một tí em cứ trộn trộn xong mang lên đấy. Nếu mà nó khô quá ấy, thì lúc đấy mình tưới thêm nước vào nhé. Đấy, hai anh em nhé. Đi xem mà. Rồi, cố gắng lên, sắp có nhà mới rồi Sử ạ nhé. Đấy, hôm nay thì chỉ có mấy anh em là chỉ có mệt hôm nay nữa thôi. Sau đến ngày mai thì sẽ không có mệt nữa. Sau này mà nhà Quân có việc gì thì Sử lại đi hộ Quân như là Quân lên hộ mình nhé. Đấy, ở đây thì các em ở trên vùng cao thì mặc dù là cái sự học hành của mình không có nhiều, nhưng mà để mà cái sự mà hiểu biết, cái tình cảm mà dành cho nhau thì rất là nhiều các bác ạ. Ở đây thì Quân cũng, nếu mà Quân không có cái chút tình cảm gì, coi anh Sử như là một người anh thì cũng không có mất, không có dành thời gian mà mất công từ dưới nhà lên cả. Như Sử thì cũng vậy. Xong chưa anh, ở phần đấy này. Dưới này có phải lấy cây chóng lên không anh Vinh ơi? Không còn đâu à? Em thử dùng cái trống nữa. Ổn nha anh. Ổn à? Đấy, ở đây thì vừa rồi là các em cũng vừa rồi thì các anh cũng lau dọn tất cả những cái ngóc ngách ở trong nhà vệ sinh được các bác này. Bây giờ thì anh Thanh đang hoàn thiện là ở cái phần trên cửa nữa. Đấy, một tí nữa thì các anh sẽ đi vào lắp cái phần cái chỗ buồn rửa tay của bác nhá. Hiện tại thì cái bồn vệ sinh thì cũng đã lắp xong rồi. Khi mà lắp cái bồn vệ sinh này vào ấy, ông thì rất là ngạc nhiên luôn, chưa từng nhìn thấy cái này bao giờ, không nghĩ là cái này dùng để vệ sinh đâu các bác. Ông nghĩ là một cái bàn ăn đấy.
Đấy, ở đây thì còn ô thoáng này nữa anh nhỉ? Thế còn một cái ô thoáng này nữa, một tí nữa anh Vinh sẽ đi vào hoàn thiện nốt. Và khi mà hoàn thiện hôm nay nữa, có lẽ là hôm nay mà anh em sẽ chưa có dọn được thì để đến ngày mai thì mấy anh em sẽ dọn dẹp tất cả xung quanh ở ngôi nhà cho nó mọi cái thật là đẹp và lung linh nhất cô bác. Còn ở cái bàn thái này cô bác nhá, nó được xé ốp cái màu gạch y xì như cái màu nền nhà. Còn ốp ở trên này nó được xé lựa chọn là cái màu màu mà nó được ốp vào tường ở nhà vệ sinh ấy. Đấy, ở đây thì chỗ này là xé cái bàn mà nấu bếp ga cũng như là để nồi cơm điện tất cả mọi cái ở đây. Còn ra bên này là cái chỗ mà dùng để rửa tay, rửa bát ở đây luôn. Sau này nếu mà cái tiền quý mà còn dư ra ấy, thì sẽ làm ở đây thêm là một cái chậu bát nữa. Nếu mà tiền quý còn dư nhiều thì tôi sẽ làm cái chậu bát và nó lớn. Còn cái tiền quý mà nhỏ ấy, thì tôi sẽ đi ra chợ mua cái chậu bát và bằng inox để mà treo tường lên. Ồ, để bố cái giảm ở bên yêu. Chú Bình ơi, chú Bình ơi, thì chú lắp luôn cái này cho cháu nhá, để sau này nó không bị mất đây. Chú lắp vào luôn để sau này nó không bị mất. Đây, ở đây thì cái tiến độ của nhà ba ông cháu là như nào thì cháu được cũng đều ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rồi. Đấy, hiện tại là anh Quang đang sửa sang lại cái phần cửa này cô bác. Ngày mai thì anh em thợ sẽ đi vào và đo cái phần làm cửa cho cháu được cô bác. Cửa đây thì cháu được cũng nghe theo ý kiến của Mạnh Thường Quân chọn một cái màu mà nó cũng rất là đẹp cô bác ạ. Hầu như nếu mà lúc mà cháu được lắp cái cửa vào, cô bác sẽ nhìn nhận ra là cái ở phần cửa nó sẽ giống ở một cái phần nào đấy rất là ngôi nhà rất là nổi bật. Bây giờ hiện tại là cháu được chưa có thể bật mí lên được. Lúc mà làm xong thì cháu được sẽ bật mí sau. Phần cái dánh đằng sau thì bây giờ cũng đã được là các anh thợ đào rồi các bác ạ. Nhưng mà chưa có được đào là sâu lắm. Thì ngày mai các anh em thợ sẽ tiếp tục là đào thêm. Mai đẹp đẹp ảo. Hả? Đẹp đẹp ạ? À? Tốt này cái đấy chứ kìa. Chú lấy để đây cũng được. Rồi. Chú có xử thì cũng phải nói là lên hộ em sửa rất là nhiều các bác ạ. Đúng ý ảo lên nào á? Hả? Đúng ý ảo lên nào á? Ờ. Văn hứa tại lão đọc hứa bé. Sao tại lão đọc hứa là xưa nung hả? Nó. Cái đấy đi một người thôi, đi hai người nó bị rung nó không bám đâu. Ôi. Chú chắc xe nha. Cháu đẩy anh kia luôn nha, chắc nha. Ồ, khá tin ta à. Đây nhá. Hây. Rồi. Đây dây cỏ à? Tớ à. Cảm ơn chú nhá. Cảm ơn chú hỗ trợ chở xi nhá. Đấy, cái dánh đằng sau nhà thì hiện tại là các anh cũng đã đào xong một chút rồi cô bác này. Bây giờ thì đào nó đang vào sâu quá cho nên là nước ở bên này nó chảy sang bên kia một chút. Có cầm ở đây à? Ở và mấy xá đây ớt bí mà, ớt trưng tráng à, ớt trang à. Bước cái sạc khẩu mới đẹp hơn chứ à. Cô giáo hôm nay tổng lúc này hơi đẹp đẹp. Hả mẹ này vào xử xả tới đền rồi.
Hơi một dẹp đi ở đây mê. Lì cái nó chất. Nhưng phụ quản sư đâu rồi, thưa nó không hóng nhạc. Có biển phốt xong. Nổ. À, phụ nó thưa ông này mà hiểu à. Cứ do anh Thanh có phải không chả? Cứ do anh Thanh có phải không chả? Lôi Thanh. Anh Thanh này sẽ bố cả ra. Cũng ở đây răng này chưa? Mì viên anh có hô lộ. Này ổ hơi nói có ổ. Mái kia một chút cô bác ạ. Có những chỗ thì nó bị hở một chút thôi cô bác. Sợ rằng là sau này nó bị mưa nó dột xuống nhà ấy, cho nên là sẽ được nhắc nhở các em là dùng cái xi này để mà mình bịt luôn. Và hiện tại thì em Quân với lại em Sử cô bác đang là sửa soạn lại thêm một chút. Hôm qua thì lúc mà mấy anh em lập ấy cô bác, ở đây thì không phải là mấy anh em lập lỗi hay gì cả. Ở cái phần vách tường kia kìa, nó bị hở ra độ tầm là 1cm thôi, gọi là 1mm thôi các bác. Thì cháu Đức cũng nhắc nhở các em là nếu mà bây giờ tránh trường hợp là để sau này nó bị dột vào ấy, thì dễ dùng xi để mình bịt ra một chút. Rồi đây sắp xong chưa anh? À? Nhưng mà em sợ thấp quá, cho hai viên gạch đi anh. À. Vâng. À còn đổ thêm một viên gạch cơ nhỉ. Đấy, ở đây thì đến thời điểm hiện tại thì đến hôm nay thì các anh mới là đổ cái phần nắp của cái bếp khói được các bác nhá. Ở đây thì lúc mà các anh đem vào để thì các anh cũng đã đan sắt mọi cái đi vào hết rồi, thì các anh sẽ không có đổ ở dưới mặt đất xong mới lại đem lên nữa. Tại vì là nếu mà trong cái quá trình mình đem lên ấy, có ít người quá thì không có vận chuyển được lên, không có bê được cái tấm bê tông ấy lên đấy cô bác ạ. Ừ.
Ôi. Đây, hôm nay thì đến cái ngày hoàn thiện của bác thì có một số công việc thì cần đến gia đình hộ một chút, cho nên là cũng được hai chú là gia hộ, có cả thêm em Quân nữa là ba người gia hộ của bác ạ. Không biết là anh đào đây, đào vậy lấy cho chú đi. Có một xô một cái rồi hả chú? Xô ơi. Cái rồi. Xúc đi thay mày Quân ơi. Tốt đây không nhờ. Rồi. Quân thì ở đây thì cháu được không nói nhiều các bác ạ, mà cũng lên trên nhà của Sử ấy là thấy các chú là bảo là muốn gọi là cần sự giúp đỡ của em Quân cũng như là em Sử ấy, thì đều hai anh em đều phải nói là rất là chăm chỉ quá bác. Bây giờ thì em Sử vẫn đang ở trên cái phần mái trên kia kìa để hoàn thiện nốt thêm. Này Sử ơi. Đây đi xem anh Hai là đã hoàn thiện xong cái phần ốp này chưa các bác. Không biết là hiện tại là cái gạch này cháu được nhìn thấy là hình như là không còn dư hôm nào nữa. Cái gạch này là không còn dư hôm nào nữa anh nhỉ? Là không biết được, là bên kia còn không? Là vừa đủ đúng không? Vừa đủ zin đúng không? Rồi, cái đợt gạch này thì hôm nọ cháu được lấy lên thì cũng tính là làm ốp luôn cả cái bàn thái luôn này các bác này, cho nên là vừa đủ zin luôn. Không thiếu, gọi là không thiếu không thừa các bác. Nếu mà dư ra thì nó chỉ dư ra là 1-2 tấm này thôi. Còn cái số mà hành lang này thì sau này thì các em có thể là vẫn có thể là ngồi đây hóng gió được các bác. Còn lúc mà nó được bảo là cái khoảng sân nó hơi là hẹp với các bác, đến lúc đấy thì chưa có làm phần kè này, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì hôm nọ làm kè lên một chút thì nhìn cái khoảng sân nó cũng rất là rộng, từ trên hành lang này đi vào ra khoảng sân đấy các bác, thì nó cũng rơi vào tầm độ chừng hơn 3 mét rồi. Bây giờ thì trong nhà các anh đang đi vào hoàn thiện cắt gạch này các bác này, có rất là nhiều bụi bẩn nó bám vào sàn nhà. Ở đây thì nó không phải là cái bụi bẩn mà mình lau không có được ra các bác nhé, nó là những cái bụi mà mình quét thì là nếu là ra cả ở cho Đức cũng đã nói 1-2 lần rồi, sau này mà hoàn thiện ngôi ngày mai ngày kia hoàn thiện hết mọi cái rồi, khi mà anh em thợ là đi về rồi cho Đức sẽ cùng em Quân với lại cùng em Sử với lại em Hải, nếu mà hôm đấy có sự đồng hành của em Quân, có sự giúp đỡ của em Quân và hộ gia đình của ba ông cháu nữa thì sẽ lại cùng em Quân nữa, mà anh em sẽ cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa hết tất cả mọi cái để tiến tới là đi vào sơn. Bây giờ thì sơn xong thì cháu Đức mới dọn dẹp các bác nhá. Sơn xong khi mà làm cửa mọi cái rồi, xong mọi cái rồi cháu Đức vào dọn dẹp, có thể là được tân gia rồi các bác. Đấy, sau những cái thước phim mà cháu Đức chia sẻ lên thì mỗi cái thước phim nó là
một cái vẻ đẹp và một cái góc khắc mới của ngôi nhà. Cái bếp này thì cháu Lực, bếp bàn Thái này cháu Lực không có làm nó quá là rộng cả. Ở đây thì cháu Lực sẽ làm nó đủ cái phần mà mình sử dụng thôi. Mình ở đây thì bên này sẽ là một cái bếp ga, còn ra bên này là một cái bếp mà đóng bếp củi rồi. Ở trên vùng cao thì hầu như là ngôi nhà nào cũng không có thể thiếu được bếp củi cả. Nếu mà như cô bác có theo dõi được những thước phim cháu Lực chia sẻ ở dưới ở khu nhà bố mẹ cháu Lực đang ở thì nhà cháu Lực cũng có đều hoàn toàn là bếp củi cả. Ở trên vùng cao này thì hầu như nhà nào cũng có cái phần rừng ấy cô bác. Còn nếu mà nhà nào không có rừng thì có thể là mình lên trên rừng già để mình đốn củi về mình để mà đun. Nhà nào mà không có điều kiện mà dùng toàn nguyên là cái bình ga với lại cái bếp điện thì nó cũng rất là tốn cô bác ạ. Cái bàn Thái này thì hai anh em mà vừa nấu cơm hay là em Hải rửa bát thì nó cũng tầm với rồi, nó không quá là cao cho lắm, nó không quá là thấp cho lắm. Khi mà mình đặt thêm một cái bàn bếp ga lên thì nó cũng đã rơi vào tầm này rồi. Đặt thêm một cái chảo lên thì nó đã rơi tầm này rồi, thì là vừa tầm người rồi. Này thì một tí chú vào ốp luôn cái phần tường cho chú. Một tí chú ốp luôn cái phần tường chưa? Vâng. Vâng. Xem là đến lúc đấy mình hoàn thiện là nó còn sớm hay là muộn đúng không chú? Đo xong rồi chạy ra bên kia cắt xong rồi ra bên này à chú? Đấy, còn ở trong phần trong nhà thì tất cả cái phần mà chạy xung quanh nhà thì tất cả là đều có cái gạch ốp tường một chút cô bác nhá. Cháu Lực không có ốp là quá là cao, cháu Lực ốp thì nó chỉ rơi tầm 10 phân thôi. Còn là như cái góc nhỏ nhất ở đây thì cũng được các anh thợ là để cái phần dây ga vào cháu Lực rồi. Ok đi anh. Hôm qua nhà vệ sinh em một chút nhá. Ô đẹp đẹp thế nhỉ anh nhỉ? Đẹp không tì vết luôn nhỉ? Nói thật sự là hoàn thiện xong cái phần phòng nhà vệ sinh quá thì rất là đẹp. Ở đây thì một tí nữa anh Vinh sẽ đi vào lắp thêm cái chỗ mà bồn rửa tay ấy. Bồn rửa tay thì cháu Lực sẽ chọn là ở có thể là ở góc này luôn này cô bác này. Đấy, làm ở góc này luôn. Ở dưới cái bồn rửa tay này thì nó đều hoàn toàn là có cái trụ cột này các bác nhá. Đấy, lắp xong cái bồn rửa tay thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết cái ngôi nhà vệ sinh là nó đẹp là cỡ nào. Đấy, còn bây giờ thì mấy anh em mỗi người làm một việc thì phải nói là rất là bận các bác ạ. Cháu Lực cũng sẽ xem, chắc là cháu Lực cũng sẽ phải là kết thúc cái thước phim này ở đây thôi cô bác ạ. Và xem là có hộ được mấy anh em cái gì không thì cháu Lực sẽ hộ. Đấy, còn chắc là tối nay thì mấy anh em sẽ cùng anh em thợ là ăn cơm rồi. Đấy, rất là mong các bác anh chị là theo dõi những cái tập tiếp theo mà cháu Lực chia sẻ ở ngôi nhà của ba ông cháu lên cô bác. Đấy, bây giờ thì ngôi nhà cũng đã dần hoàn thiện rồi. Và cũng sắp là phải nói là lời chào tạm biệt với lại đội thợ cũng như là gia đình của ba ông cháu. Gia đình của ba ông cháu thì lâu lâu cháu Lực sẽ lên một lần cô bác. Còn là cái thước phim hôm nay cháu Lực cũng xin được hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Hẹn mấy năm gặp nhau. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Lấy tay.